Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Kotlin và Anko thông qua ứng dụng Truyện Tranh. Mình tên là Chế Công Bình. Như vậy là ở bài ngày hôm trước là chúng ta đã làm xong cái phần tìm kiếm rồi, đúng nào? Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái việc mà chúng ta sẽ click vào đây, thì chúng ta sẽ hiển thị tất cả các danh mục, tất cả các danh mục truyện. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là danh mục truyện ở trên bay này chúng ta sẽ lấy như thế nào? Vậy bạn thấy đây có phần thể loại, thì bạn ghê vào phần thể loại thì sao bạn? Nó sẽ sổ ra cho chúng ta gì? Cho chúng ta các dạng danh mục. Thì cứ như bạn sợ rằng là đây là category, thực ra có đây không phải là category các bạn. Thực ra đây là một cái gọi là nghệ thuật ẩn hiện. Có nghĩa là cái phần danh mục này người ta đã close lên rồi ha, và người ta cho nó ẩn đi. Thì khi các bạn hover vào đây thì sao bạn, nó hiện cái đó lên thôi. Vậy khi close sẵn lên rồi thì các bạn chắc chắn là các bạn nhấp phải vào, các bạn kiểm tra phần tử. Lúc này các bạn thấy nè, thể loại ví dụ như này, mình nhấp phải vào. Nhấp phải vào thể loại đi ha. Kiểm tra phần tử. Rồi chưa? Rồi, các bạn thấy là một cái thẻ A đơn thuần đúng không? Nhưng các bạn để ý kỹ dưới UL là các bạn thấy là drop menu hover clock đúng không? Các bạn sổ xuống. Để tiếp tục sổ xuống. Sổ xuống nữa. Sổ xuống nữa. Rồi các bạn thấy có gì các bạn? Có các UL ở trong đây, đúng không? Các UL là chính là gì đây? Chính là các tên thể loại. Đúng không? Đây các bạn thấy nè, khi mình rê vào đây. Nhấp phải vào. Các bạn thấy là các bạn kiểm tra từng tử như vậy thì nó sẽ không có ra, đúng không? Nó không có ăn. Nên các bạn lên nhấp phải vào thể loại ha. Các bạn chọn inspect hoặc là như vậy các bạn rê ra thì các bạn thấy là thằng nào là ăn thuộc tính nhỉ? Đây ghê vô. Đúng không? Ghê vô. Rồi mình sẽ nhấp phải nhẹ vào đây coi, không được đúng không? Chắc mình để hình kính lúp nhỉ. Đâu rồi? Thường thường là ở đây nó sẽ có một cái hình kính lúp cho các bạn rê vào á để các bạn kiểm tra phần tử á. Cái này nè. Control Shift Command Shift C. Đó, các bạn thấy không? Đó, bấm Command Shift C này mình kiểm tra phần tử nè. Đó, các bạn thấy mình rơi không? Đó, thấy không? Khi mình rơi tới đâu là nó nhảy tới cặp thẻ đó. Thì các bạn thấy là khi mình rơi ở đây là các bạn, đây nè, đây là cái khung chính đúng không? Cái khung chính này nó sẽ chứa các bạn, nó sẽ chứa tất cả các nội dung của danh mục. Vậy chúng ta cần đi tìm tới cái khung này. Đúng không? Chúng ta cần tìm tới nguyên cái khung này. Đúng không? Vậy khi chúng ta tìm tới cái khung này sao các bạn? Thì chúng ta sẽ lấy được gì? Tất cả các thẻ A trong đây đúng không? Vậy cái khung này tên là gì? Đây mình nhấn vô. Khung này có tên là cái div tên là jam content đúng không các bạn? Vậy là gì? Để lấy được tất cả các danh mục trong những bạn trong cái thể loại này đúng không? Hay đúng không? Lấy được tất cả các thể loại chuyện thì chúng ta sẽ tìm tới cái div có mang tên là jam content đúng không? Thì trong cái div đó chúng ta sẽ tìm tới cái gì đây? Thì các bạn thấy nè, cứ mỗi một thể loại đúng không? Mỗi một thể loại thì mỗi một thể loại nó phân thành các bạn, nó phân thành một cái url đúng không? Các bạn thấy nè, mỗi một thể loại nó phân thành một cái url. Ví dụ như một cái khung từ 4 comma cho tới đâm mỹ này đúng không, nó sẽ là một cái url đây nè các bạn, không nó là một cái url đúng không? Tương tự như vậy nó sẽ là các url. Vậy chúng ta sẽ tìm tới cái div có cái class là jam content, chúng ta đi vào url đúng không? Thì sau khi chúng ta đi vào url xong các bạn, chúng ta duyệt hết tất cả cái url này để chúng ta gì, chúng ta đi vào gì, chúng ta duyệt từng thẻ a trong nó để chúng ta lấy các bạn, chúng ta lấy ra là link gì, link truyện đúng không? Chúng ta lấy ra link truyện, xin lỗi các bạn, link nội dung á, link nội dung. Rồi sau đó chúng ta lấy được bạn, chúng ta lấy được tên gì, tên thể loại đúng không? Thì các bạn thấy là khi các bạn click vào thể loại nào đó thì bên bay thể loại các bạn, cách biểu hiện nó sẽ giống như cái bay gì, cái bay mà chúng ta là bay bay gì nhỉ, chúng ta gọi là bay như bay chi tiết đúng không? Vâng các bạn, bay cái bay tìm kiếm gì mình quên mất tiêu rồi. Đúng rồi, bay lấy cái mà chúng ta ghét toàn bộ danh sách truyện á, các bạn thấy là nó trình bày giống y chang như vậy đúng không nào? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần thể loại này ha. Bây giờ chúng ta lấy bằng cách nào? Có nhiều bạn nói rằng là chúng ta sẽ đi vào thẻ url đúng không? Chúng ta tìm tới div jam content này rồi chúng ta tìm tới thẻ url, hiểu là chúng ta sẽ biết được cái url này là một gì bạn, một cái mảng đúng không? Chúng ta diệt mảng url này để chúng ta lấy ra từng cái li một trong url đúng không? Thì đó là một cách, nhưng mình sẽ có một cách nhanh hơn. Các bạn để ý kỹ nè, khi các bạn rơi vào deep jam content thì các bạn thấy các bạn thấy sẽ có những cặp thẻ li đúng không? Rõ ràng những cái tiêu đề của bạn, tiêu đề của thể loại đang nằm trong thẻ li này đúng không? Mà tất cả các bạn thấy nè, jam content nha là các bạn, những cái li trong jam content nó chính các bạn, nó chính là tên của gì, tên và link của thể loại đúng không các bạn? Nó chính là tên và link của thể loại. Vậy tại sao chúng ta không lợi dụng thằng li này để chúng ta làm đúng không? Mà các bạn đi vào url chi cứ là trong cái deep jam content này các bạn, chúng ta sẽ cái gì, chúng ta sẽ chọn tất cả những thể loại trong jam content đó. Hoặc các bạn thấy là gì đây,
Các bạn có thể chọn trực tiếp thẻ A luôn cũng được, đúng không? Các bạn lấy tất cả những thẻ A, đúng không, cho các bạn trong tiếp dân còn thẻ nữa, được chứ, đúng không? Vậy tại sao các bạn đi vào UL chứ? Các bạn thấy đi vào UL nó phát sinh ra mảng, đúng không? Các bạn phải diệt ra mảng UL, rồi các bạn phải gì, các bạn phải đi tiếp vào ULI, đúng không? Đi vào ULI thì lúc này ULI lại phát sinh ra ra gì các bạn, ra mảng, các bạn phải diệt mảng nữa. Giờ các bạn thấy mất công không? Trong khi sao bạn, trong khi tại sao chúng ta không đi trực tiếp vào thẳng thẻ thẻ LI hoặc thẻ A luôn, đúng không? Tìm tới thẻ I hoặc thẻ LA trong gì, trong jam content, được chưa? Rồi chúng ta thử ha. Thì như giao diện hay lộ của chúng ta là ở đâu, là khi chúng ta lít vào hàng bên đây, đúng không? Chúng ta lít vào bên đây thì nó sẽ như bạn, nó mới ghép danh sách tất cả các thể loại. Vậy phần đây sẽ là của trang gì các bạn? Trang chủ activity ha. Vậy mình sẽ viết một cái hàm khác, private phần. Hàm này mình sẽ đặt tên là get thể loại. Get thể loại. Rồi, được chưa? Get thể loại chuyện. Rồi, thì get thể loại chuyện này mình sẽ gọi von document của mình bằng các bạn nhờ. Vẫn là bay trang chủ đúng không? Bằng gsub chấm connect. Rồi, link của chúng ta chính là link trang chủ đúng không? Link trang chủ. Đây, link trang chủ đây. Bỏ vô. Được chưa? Rồi, chúng ta get các bạn, get nội dung HTML của nó. Get. Rồi, xong chưa? Xong rồi đúng không? Rồi, vậy từ cái phần này, từ cái comment trang chủ này, vậy chúng ta sẽ có một cái gọi là var, von là element, mình sẽ đặt tên nó là element ha. Element thể loại bằng document, mình chọn cái bạn nhỉ. Đầu tiên trước mắt các bạn chúng ta phải tìm tới cái thẻ div đúng không? Có cái last là gì đây? Jam content cái đã. Chúng ta đang cần tìm cái div này. Được chưa? Rồi, chúng ta cắt ra, chúng ta sẽ lấy hết tất cả những thẻ A trong cái div giáp trong cái div có last là jam content này, được chưa? Rồi. Vậy lúc này các bạn khẳng định được ngay thẻ A này là một mảng đúng không? Vậy mình sẽ diệt cái mảng là for gì các bạn? For value in element thể loại. Đúng không? Element thể loại. Vậy lúc này một cái value, những cái value này sẽ đại diện bạn, nó sẽ đại diện cho gì? Cho từng thẻ A trong mà chúng ta diệt được đúng không? Vậy lúc này value này chính là thẻ A đây. Vậy từ thẻ A này các bạn lấy ra được link thể loại không? Được. Đúng không? Các bạn lấy được tên thể loại không? Được luôn. Đúng không? Tiêu đề thể loại các bạn lấy ra được ha. Vậy mình khuyên các bạn nên tạo thành một đối tượng mới gọi là đối tượng mang tên là thể loại. Đúng không? Đối tượng mang tên là thể loại. Thể loại model. Thì trong cái thể loại này, chết rồi, quên. Chúng ta sẽ convert với Kotlin. Rồi, thì trong cái class thể loại này chúng ta đơn giản các bạn cho nó một phương thức, các bạn khởi tạo có hai biến là gì đây? Là tên thể loại. Và các bạn và link thể loại. Đúng không? Chúng ta chỉ cần như vậy thôi đủ rồi. Về tên thể loại chúng ta sẽ là kiểu string. Rồi, link thể loại của chúng ta cũng sẽ là kiểu string. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại trang chủ ha, tắt đi hết sử dụng rồi. Quay trở lại trang chủ. Vậy cứ mỗi lần chúng ta diệt được một thẻ A, đúng không? Đây, diệt được một thẻ A ở đây. Vậy thông qua thẻ A này chúng ta lấy được gì? Link thể loại không? Được, đúng không? Vậy mình khai báo một biến von link link các bạn, link thể loại. Link thể loại bằng bằng các bạn bằng value đúng không, bằng value chấm gì đây, chấm attribute đúng không, chúng ta lấy cái tính là href bởi sao bạn, bởi vì những cái value này đang đại diện gì, đây đại diện cho từng thẻ A mà nó duyệt được trong gì, trong for đúng không. Rồi vậy là mình lấy được lên thể loại chưa, được rồi đúng không. Rồi tên thể loại thì sao, thì các bạn thấy là trong cái thẻ A nó có gì bạn, nó có cái title, hoặc là các bạn có thể xỏ thẻ A này xuống thì các bạn sẽ là các bạn chấm text cũng được. Các bạn chấm text thì bạn sẽ lấy được nội dung thẻ A, nhưng mà ở đây title nó có rồi thì đây mình sẽ ghép title luôn. Vậy ở đây mình sẽ có là von là tên thể loại bằng value chấm attribute title. Được chưa? Vậy là mình có được hai cái chưa? Có được rồi đúng không? Vậy mình sẽ tạo ra một cái list. Mình sẽ tạo ra một cái list. Thì cái list này nó sẽ lưu ra tất cả các thể loại. Rồi copy. List này là list gì các bạn? List thể loại nha. List chứa thể loại model. Đó. Được chưa? Rồi ở đây sẽ là list thể loại. Đây, list thể loại. Save lại. Rồi được chưa? Được rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta quay trở lại cái hàm của chúng ta. Đâu rồi? Hôm nay chúng ta không cần UI break, chúng ta bỏ đi nè. Đây cái thể loại chuyện đây đúng không? Vậy tới đây thì sao bạn? Chúng ta tạo ra gì? Một đối tượng thể loại, đúng không? Bởi vì chúng ta đang có một cái list gì các bạn? Một cái list là một cái list đối tượng là một cái list thể loại đúng không? Vậy chúng ta sẽ tạo cái gì các bạn? Tạo ra từng thể loại ha. Thể loại bằng bằng thể loại đúng không, model, được chưa. Rồi phương thức khởi tạo nó nhận vào hai biến ha, chúng ta quên, chúng ta đem xuống dưới
nhận vào hai biến là các bạn là tên thể loại và giữa bạn và link thể loại, đúng không? Chúng ta đang cần hàng này rồi, và chúng ta có được đối tượng thể loại chưa? Có được rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cần gọi list thể loại chúng ta add vô. Chấm add. Rồi, thể loại. Được chưa? Rồi, như vậy là các bạn đã lấy được tất cả các danh sách thể loại đó. Chúng ta kiểm tra ha. Slot.d. Mình kiểm tra xem mình đã lấy được thể loại hay chưa. À, dữ liệu. Phải. Cái gì các bạn? Đô la lên là tên thể loại. À, mình xuất cái tên thể loại thôi. Bởi vì tên thể loại có là link thể loại có luôn. Đúng không? Rồi, mình chạy lên. À, chết rồi. Quên quên gọi hàm. Rồi, chúng ta gọi hàm nha. Gọi hàm khi nào các bạn? À, hàm. Cái nghĩa là chúng ta get danh sách thể loại khi nào? Khi nào bạn? À, khi chúng ta click vào này đúng không? Đúng không? Chúng ta click vào biểu tượng này. À, vậy chúng ta get khi nào chúng ta click vào này. Vậy bên layout trang chủ thằng đó là gì nhỉ? Nó nằm trên cái layout tìm kiếm đúng không? Giao diện tìm kiếm. À, nó là image view này. Vậy chúng ta chưa có đặt ID cho nó. Vậy các bạn đặt ID ha. ID bằng r.id chấm. Ở đây mình sẽ để là img thể loại. Được chưa? À, để img thể loại. Rồi. Tạo cái ID đó trong ID HTML ha. Rồi save lại, tắt nó đi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại trang chủ. Chúng ta với các bạn khai báo nó ra và tìm nó bên giao diện đúng không? À, chúng ta sẽ có là và cái các bạn img thể loại hai chấm, nó lại các bạn image view đúng không? Image view. Image view. Đây image view. À, chấm hỏi cho phép nó null. Đúng không nào? Rồi tìm nó bên giao diện. À, tìm bên giao diện đây. Rồi. Img thể loại bằng file r.id.img thể loại. Được không? Xong chưa? Xong rồi, đúng không các bạn? Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần việc bắt sự kiện list cho này thôi ha. Vậy chúng ta sẽ có là img thể loại.set on list listener, đúng không? Hoặc là ở đây các bạn thấy là chỉ còn có thằng này là lắng nghe sự kiện list thôi, đúng không? Còn mình này lắng nghe sự kiện list à? Vậy mình sẽ gọi trực tiếp on list đây luôn đi. Chấm hỏi chấm on list. Đây, mình sẽ gọi on list lambda ha, cho đây cho nó nhanh, đúng không? Vậy đây mình sẽ gọi cái hàm là get thể loại. Được chưa? Xong, mình save lại rồi mình chạy lên. À, save lại chạy lên. Rồi các bạn chờ một tí ha để cho nó build cái đã. Đó, build xong rồi đó. Rồi. Được chưa? Mình kiểm tra file log ha. Đây, file log chúng ta đây. Rồi mình sẽ click vào trong cái này. Đúng không? Rồi, báo lỗi. Rồi mình biết báo lỗi gì đó các bạn. Mình nhờ biết lỗi gì đó. Rồi thấy các bạn là lỗi gì? Đúng rồi, bởi vì sao các bạn? Bởi vì chúng ta đang mở ra môi trường kết nối internet đúng không? Ha, cái thấy lỗi chuyện nè. Và chúng ta quên làm đây. À, quên sử dụng asyntax đúng không? Ha, gọi do async ra. Hoặc là các bạn đúng không, là các bạn quên tạo cái một cái break ha, một cái tiến trình đó ha, một cái worker break mới đúng ha, quên tạo ra cái worker break thì cái do async task này chỉ là worker break đúng không, còn UI break á, cái hàm UI break trong do async task đó nó là các bạn à, nó là main break ha. Rồi chúng ta chạy lại. Rồi chạy lại ha. Rồi ok, chúng ta list local lại. Rồi chúng ta list vô này. Đúng không? Rồi các bạn thấy chúng ta lấy được danh sách tất cả thể loại chưa? Được rồi nè, đúng không? 4 comma nè, đúng không các bạn? Rồi thể loại cuối cùng là gì các bạn? Đó chính là chữ đam mỹ. Đúng rồi các bạn, tại vì nó tới hai cái thể loại đam mỹ lần ha. Đây nè. Đây các bạn xem nè. À, đâu rồi? Đây, một cái đam mỹ nè đúng không? Hai cái đam mỹ nè thì hai cái này là nó trùng nhau, bởi vì cái này là gì? Chúng ta lấy được danh sách tất cả thể loại chưa? Được rồi. Đúng không các bạn? Nhanh không? Nhanh đúng không? Dễ không? Dễ, đâu khó đâu đúng không? Tại quan trọng là gì? Quan trọng là chúng ta xác định đúng cái nội dung chúng ta muốn lấy. Cái này là tự các bạn suy luận thôi. À, các bạn lưu ý nha, cái này là tự các bạn suy luận chứ không, tại vì không, nó không có một cái hình mô hình này giống nhau hết. Giả dụ như ở đây, nếu như bạn nào lấy UL thì bạn phải gì các bạn? À, chúng ta phải làm dòng lập for để chúng ta diệt UL này, rồi chúng ta lấy ra gì? Chúng ta lấy ra tầng LI1, đúng không? Chúng ta đi vào tầng LI1 chúng ta lấy nó ra. Đúng không? Còn bạn nào thông minh hơn, bạn nào muốn nhanh gọn hơn thì sao các bạn? Chúng ta không cần chạy lập for, chúng ta diệt LI, mà chúng ta chỉ cần gì đây? À, chúng ta đi trực tiếp vào thể A và chúng ta làm một dòng lập for duy nhất thôi, đúng không? Để chúng ta vậy, à, chúng ta lấy ra từng cái danh sách thể loại. À, từng cái tên thể loại. Đó, như vậy là được rồi. Được chưa nào? Rồi. Thì như vậy bài game này mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách get danh sách tất cả các thể loại trong cái trang truyện tranh tốc nét của chúng ta. Thì bài ngày hôm sau, à, ngoài việc chúng ta click vào đây nó get danh sách tất cả thể loại thì chúng ta sẽ lost tất cả những danh sách các thể loại đó lên.
Các bạn ơi, chúng ta sẽ load danh sách tất cả các loại nó lên và chúng ta tạo giao diện cho nó. Thì đó là công việc của bài sau ha. Rồi, thì bài ngày hôm nay cũng chả có gì khó khăn hết, hầu như là kiến thức các bạn đã biết rồi ha. Quan trọng là cách chúng ta áp dụng và chúng ta áp dụng vào cái nội dung mà chúng ta muốn lấy thôi, đúng không nào? Rồi, bài ngày hôm nay chúng ta dừng lại đây nha. Xin chào và hẹn lại các bạn.